Một số nước đồng minh NATO ngày 20 tháng 8 gây áp lực yêu cầu gia hạn thời điểm di tản người ra khỏi Kabul, được vượt quá hạn chót mà Mỹ đề ra là cuối tháng 8 này, vì có quá nhiều người đang tìm kiếm một hành lang an toàn sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát Afghanistan và nhiều người Afghanistan còn kẹt bên ngoài phi trường Kabul. Hàng ngàn người Afghanistan bị Taliban đe dọa và một số người nước ngoài đang nỗ lực chen chân vào phi trường Kabul để được quốc tế di tản. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, nhiều nước trong số 30 nước thành viên NATO đã gửi máy bay tới di tản những người dễ bị tổn thương. Nhưng trớ trêu là trên các máy bay vẫn còn dư chỗ vì những xáo trộn bên ngoài phi trường. Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes cho biết, chỉ có 16 trong số 450 người mà Bỉ tìm cách di tản tới được phi trường. Hơn 18.000 người đã rời khỏi Kabul kể từ khi Taliban chiếm thủ đô hôm 15 tháng 8, theo các quan chức NATO. Ông Stoltenberg, cựu thủ tướng Na Uy, cũng kêu gọi NATO phải giữ đoàn kết để chống lại những hành động hung hăng từ Nga và sự lớn mạnh của Trung Quốc. Sau gần 2 thập niên, trong mùa hè này, NATO hoàn tất các cuộc hành quân tại Afghanistan và rút hầu hết binh sĩ ra khỏi nước này sau quyết định rút quân của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Liên minh NATO vẫn có đại diện ngoại giao tại Kabul. Có trụ sở tại Brussels, NATO cũng phục vụ như một diễn đàn để phối hợp các biện pháp quốc gia tại Afghanistan như là di tản công dân.